Sư cho con hỏi, hành vi tâm lý bực dọc khó chịu khi sự vật xung quanh không diễn biến theo mong muốn của mình trong Phật giáo gọi là gì? Và cần thực hành như thế nào để tránh dính mắc vào việc chấp nhặt vậy này? Còn cảm ơn sư. Thì cái này nó chỉ theo Phật giáo thì nó là tâm sân. Do tâm sân á, cho nên là mình không chấp nhận bất kỳ điều gì nó trái ý của mình. Cho nên người mà nặng về sân á, thì họ sẽ có tâm lý cầu toàn. Và muốn điều khiển, muốn mọi thứ xung quanh phải như ý của mình. Thậm chí là thí dụ như bây giờ dựng cái xe đi, cái xe mà dựng chống cho nó đứng, mà dựng nó đứng rồi cái hồi tự nhiên nó ngã, thì cái ngã đó là do mình dựng không đứng, do cái xe nó tự nó ngã, mà họ cũng có thể bực bội, họ đá cái xe, bực cái xe đó một cách vô ích. Hoặc là cái cô vợ cổ gọi điện, cổ cằn nhằn mình khó chịu quá, mình đi mình đập cái điện thoại, trong khi điện thoại nó dính dáng gì tới bả đâu, điện thoại của mình. Thì họ sẽ có khuynh hướng là họ thể hiện sự bực bội đó đến những cái đối tượng khác. Cho nên là ở trong Phật giáo thì chỉ đơn giản là nói là cái tâm sân thôi. Và làm sao để diệt trừ tâm sân thì sư đã có nói rất nhiều trong các video rồi. Vui lòng xem ha. Quý vị gõ các cái video của sư Hạnh Tuệ. Ví dụ như sống trong tâm sân khổ như thế nào, quan sát thấy tâm sân, làm sao giữ giới không tham không sân, không nên nổi rồi rải tâm từ, rồi sau đó sân nhiều hơn, rồi tùy niệm Phật mà tâm vẫn sân, mỗi khi nói chuyện lại nổi sân phải làm sao, khởi một niệm sân hận cháy rừng công đức có đúng chánh pháp không, tu mà sân thì phải làm sao, thì đó có rồi. Đó, làm sao để hạn chế tâm sân thì sư đã có nhiều video về tâm sân rồi, quý vị có thể tham khảo ha, tham khảo các video của sư để quý vị hiểu thêm. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.